Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhé. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này, giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng Made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng Made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, Made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, Made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn, rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn, cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc, kéo cành đúc này đó, kéo cành đúc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát, giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này, bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này, rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó. Qua theo, rất là tiện luôn. Dụng cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát. Rất gọn gàng và tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá, 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, túi đựng điện thoại 30.000, túi điện thoại này 30.000 à, 40k các bác nhá, 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Nike của Nhật, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó, đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ nhá, lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ 90k 10 đôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng, các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây, nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra, sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó, đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy, bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng giá sẽ là 370k, 370.000 thì con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
chuông báo chống trộm nhá. Đấy, lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy, và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up, các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy, thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin này rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này, đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao, bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em, gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này. 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5 cm. Và miệng của nó thì khoảng 2,5 cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích,
dây xích chó nữa này. Đấy, em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này điều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k trong con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này, và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò, toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này, đấy nói chung là mật ong này. Đó là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đây, đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc. Đây, hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy. Đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài, một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên, rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy, hàng của Nhật, và hàng này thì nó sẽ là
sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bác này. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này. Các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng, nên em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ của Nhật này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. À, của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. cho một lọ kem đánh răng của Nhật này. Cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy, 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị
ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này, đấy, khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm, con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy, con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó, về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy, các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy, quay quay đeo quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá. Túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này. Túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật, dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn, ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên, cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi. 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em, rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước, ống điếc này. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68cm. Đây, 68mm nhá, 68mm. Đấy, 68mm rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy, mũ cối 1966 này. Đấy, công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này.
em giẫm lên thoải mái luôn quá nhá, giẫm lên thoải mái luôn các bác thấy không đấy, không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá, giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok không bị ngấm luôn nhá. Đấy, múc nước ok không bị ngấm, chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho em là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 bên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy, đầu cò, đầu kiếc, rồi đầu súng, nó siếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên thì em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó, súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn, hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãi lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đàng hoàng. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao, rồi nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k. 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy, con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1, 2, 3, 4, 5 ngăn. Có 1 ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20. Chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41, 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề, giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Khi các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy, giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10cm. Vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150.000, bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá. 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy.
con này chạy rất là khỏe nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bạn. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy là thôi. Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây. Đây. Công suất của nó này các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho nó không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W, rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à? Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn. Con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bác. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá. Máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn. Cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 thì các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A và 24V là 4A, còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế, còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12 24 290k bao ship nhá, 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12 nguyên 12 này. Còn con 24, 12 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo giấc các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Cương ơi.
bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này chị em lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy, đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá, giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy. Hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nhớ, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tính ra là 6, 4, 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nếu lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là cái mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá.
chiều dài khoảng 1 mét, có 3 đầu này, Samsung Tai Chi đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Đây mã giúp em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính Hàn nhá. Đấy, kính Hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính Hàn điện tử nhá. Kính Hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ Hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đấy nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy, nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Bên mã giúp cho em đó là kính Hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo rất đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn 140.000 trong con kính Hàn điện tử này thôi. Lên cho em là kính Hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển trực tiếp đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn. 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly, rất là dài luôn các bác này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ chơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu, giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn, về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy, thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào là các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này, nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V, giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ 3 cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng, kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao
dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm, dao thì siêu bén cho các bác luôn, dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn, dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy, à, hàng của Nhật Japan các bác này, nó made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ. À, đi xe máy cái thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá. Màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây, chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k.
chiều dài của nó thì vào 40 này, dài của nó thì vào khoảng 40-45 và chiều rộng của nó thì vào khoảng là đây khá là to luôn này. Đấy, đây nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25 cm, chiều cao khoảng 25 cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này. Bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này. Hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3-5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này, đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đeo cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đeo cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm vấn nhé. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhé. Đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMEI này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá.
rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp, mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k, đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nhỏ gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là đồng dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Ở nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng các bác này. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đâu. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy, các bạn thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy?
giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ Saboto như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Đây là Saboto, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Anh em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá, 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm hai miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám vào đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá, máy hút chân không. Thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn đồ yếc mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Tên kia là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bạn này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này.
Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá. Rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em, 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá. Đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn, chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000, 70-80.000. Nhám thế thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40.000. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450.000 cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng xách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy. Đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60.000 một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40.000. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90.000 một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá, giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm, giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn.
Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây, 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn. 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel, có nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này, đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá. Đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi. Bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này. Chanel là hai này. Đấy, giò là một, Chanel là hai. Giò là một, Chanel là hai. Sexy Men là ba. Đấy và đây. Cái này là Sexy Men này, Sexy Men này, giò này. Đấy. Rồi Dior, Chanel, Dior, Chanel. Đấy, có 4 năm thương hiệu như vậy nha. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả Boss nữa này. Có cả Boss nữa. Đấy, thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nha. Boss này, đấy, Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ, nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nha. 20.000 cho một lọ như này. 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này, đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ này sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Men là 2 này. Chanel là 3 này, đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi Boss là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy, nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt thành cái này là tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho các bác là một ngăn to này. Một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Tắt cái gì được trước đi. Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn.
có dây đeo như này nhá, dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau va. Đó. Có hai màu. Cái shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu đen và màu nâu, túi hàng của thương hiệu Zep này. Hai màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá và bán rộng thì vào khoảng là 5-7 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá, túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này, đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bác. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này. Và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó sẵn có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy, thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều. Chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy, nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì? Hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc giá sẽ là 40k đó. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc này, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc, giá sẽ là 40k rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3g nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói, và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này, 240.000 cho hộp này, và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này, đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea hẳn hoi nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, made in Korea đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000. 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây, nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi.
đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá, 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy, bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy, các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút này vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy cho em. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quay sách riếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên thì là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bác. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác. Nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá.
độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy xem. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện để mình chế biến đồ ăn đồ uống, không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhé, chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho rất là tiện luôn đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn, 5 chiếc có vung đậy như này, các bác có thể đều chồng với nhau đấy, hoặc là để vào nhau luôn, gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhé. Đấy, bộ nồi 5 món như này đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá, bộ nồi 5 món 140k, kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân tai C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên. Mỗi bên là 7 viên, 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá. Đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng thì khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển điều khiển cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bạn này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn. Có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quay đeo như này. Đấy các bạn thấy không, rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa chi năng luôn. Có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá. Dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành nhưng mà con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá. 150k cho con dao chặt Đức như này. Rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá. Thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy. Da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên theo là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên theo là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này. Đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá. Đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này. 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại. Giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá.
Đấy, đèn vàng tích điện giá sẽ là 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây cho em. Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà rồi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Và chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này. Đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá, 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt muỗi đứng nhá, vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ làm con vợt muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây cho em. Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá. Một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi và cái lu này cho em, lắp lưỡi và lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Để tiện cho việc đồ ăn này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng, rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhé, 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhé, 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn, 35k. Lên cho em là bài vàng 35.000 nhé.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ bếp ga các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá, 140k cho một con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này, đấy quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên cho em là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50k. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn, nguyên màu xanh này. Đấy, và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này, và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế, và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột thế này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 14-15 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, và khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này, đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này, rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xa liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn, giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít.
inox 304 này. Đấy, inox 304 chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bình tông. 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành. Đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ vai gáy rồi các khớp chân khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một bịch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi, nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc U luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc U, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc U nhá, hàng thương hiệu Cúc U đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá. Phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái
lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó đây. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn. Mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên theo là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhé. Nồi lẩu Osaka giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhé. Một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhé. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhé. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiệt của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này thôi em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây.
cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhức cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nước thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây chưa. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con này điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này. Đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300... có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp chiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea.
các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1 2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Nên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá, một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá, hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá, uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling 2 hình người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh, chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này. Đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá. Một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó. Đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 cho một con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây.
Đấy, các bác lên theo là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ. Về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em, đây bắt vít vào đây đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó, bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy, bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây khi các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ hú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ hú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thích sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì là các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện, 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là... con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để ở nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây,
có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này, một chiều 70 một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá.